Xin chào các em học sinh. Chào mừng các em đã đến với kênh YouTube Phạm Bá Minh. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 4 của phần của chuỗi giải đề tổng kết chương. Thì ở nội dung phần 4, ta sẽ đến với các dạng bài tập như sau. Đó là tìm giá trị của biến để biểu thức có giá trị nguyên. Thực ra dạng toán này các bạn đã được gặp ở lớp 7 rồi. Nhưng mà vì ít đụng tới nên chúng ta sẽ nhắc lại một chút nhé. Trước khi đến với những cái nội dung có chứa căn bậc 2 thì anh sẽ lấy ví dụ để các bạn có thể dễ hiểu hơn về cái yêu cầu của cái đề toán này. Ví dụ tìm x để cái biểu thức a thuộc z. Z là tập hợp số nguyên. Vậy thì anh sẽ cho A là một cái tập hợp bằng x cộng 2 trên cho x cộng 1. Và để giải câu này chúng ta giải như sau. Trước tiên ta vẫn phải tìm điều kiện xác định là x khác trừ 1 đúng không nào? Để mẫu khác không, để biểu thức xác định. Và ta biến đổi x cộng 1 phần x cộng 1 cộng cho 1 phần x cộng 1. Vậy thì lúc này A sẽ bằng 1 cộng cho 1 phần x cộng 1. 1 này là thuộc tập hợp Z, là số nguyên. Để biểu thức A là số nguyên thì tất nhiên cái cụm đằng sau là 1 phần x cộng 1 cũng phải thuộc tập hợp Z. Ví dụ như là 1 cộng cho một cái số là âm 3, âm 4 thì nó vẫn thuộc cái tập hợp Z, kết quả cuối cùng thuộc tập hợp Z. Vậy nói tóm lại 1 phần x cộng 1 phải thuộc Z. Rồi đến đây ta lập luận tiếp. Vậy để cái phân số này thuộc tập hợp số nguyên thì x cộng 1 phải là ước của gì? Phải thuộc ước của 1 đúng không nào? Phải thuộc ước của 1. Để 1 chia hết cho cái phân số này. Để 1 chia hết cho cái số này, đúng chưa? Nó chia hết thì nó mới ra số nguyên. Đấy, vậy ước của 1 gồm những cái số nào? Ước của 1 gồm âm 1 này và 1 đúng không? Vậy suy ra ta sẽ có hai trường hợp x cộng 1 sẽ bằng âm 1 hoặc x cộng 1 sẽ bằng 1. Và từ đây ta giải ra x, x sẽ bằng âm 2 hoặc x bằng bằng 0. Đó. Thì các bạn thử thế vào nhé. Nếu x bằng âm 2, ta thế vào cái tập A ban đầu. Âm 2 cộng 2 thì là A bằng 0. A bằng 0 thì thuộc tập hợp Z. Nếu x bằng 0 thì ta có 2 chia 1 là 2. Vậy cái biểu thức A cũng là thuộc tập hợp số nguyên Z. Đó, đó là ví dụ để các bạn có thể nhớ lại về cái tập hợp Z này, về cái cách làm để lập luận, để tìm x sao cho là thỏa mãn cái yêu cầu mà bài toán đưa ra. Và giờ chúng ta bước vào cái trường hợp có chứa căn bậc 2. Đấy, có chứa căn bậc 2 thì trước tiên ta phải tìm cái điều kiện xác định của x đã, đúng không? X lúc này phải lớn bằng 0 đó, nếu nó nằm dưới, nó nằm trong cái dấu căn. Được chưa? Hoặc là cái biểu thức bất kỳ nằm dưới dấu căn. Ở đây thì người ta chọn là căn x luôn, được không? Nhưng mà tổng quát đó là căn A của cái biểu thức A. Rồi tiếp theo. Chú ý đến hai trường hợp x là số nguyên thì căn x có thể là số nguyên hoặc số vô tỉ. Ở cái trường hợp này rất ít rơi vào nhé các bạn. Trường hợp này ít rơi vào nếu ngay từ đầu ta lập luận chặt chẽ, được chưa? Tiếp theo, nếu căn x là số vô tỉ thì m căn x cộng n là số vô tỉ. Vậy cái trường hợp này ta loại. Đó. Vậy thì ngay ban đầu ta sẽ không xét đến cái trường hợp này luôn. Ta đi thẳng vào cái trường hợp là căn x là số nguyên.
để ta lập luận ra cái hướng giải bài toán đó. Và để dễ minh họa nhất cho phần lý thuyết thì có lẽ là bước vào phần bài tập, đó là cái cách giúp chúng ta có thể dễ hiểu nhất về cái dạng toán này. Rồi chúng ta bước vào cái bài tập số 13 nè. Cho cái biểu thức A có dạng 3 phần 2 căn x cộng 1. Tìm x để A nguyên. Đó. Vậy ta cách giải ta như sau. Để A thuộc tập hợp số nguyên Z thì cái mẫu này đúng không? Thì cái mẫu này phải là ước của 3, 3 phải chia hết cho cái mẫu này. Được chưa? Thì 2 căn x cộng 1 sẽ phải thuộc tập hợp là ước của 3. Đúng chưa nào? Và ở đây trước tiên thì các bạn nên có một cái điều kiện là căn x x lớn hơn hoặc bằng 0, đúng không? Rồi. Vậy thì nếu x lớn bằng 0 á, thì cái mẫu này luôn dương này, đúng chưa? Nếu là ước của 3 á, ta chỉ cần ước của 3 gồm những số nào? Âm 3 này, âm 1 đúng không? 1 và 3. Được chưa? Vậy ta không cần lấy những cái trường hợp số âm, đúng không? Vì cái mẫu này không thể ra trường hợp số âm được, nên ta chỉ chọn hai trường hợp là dương thôi. Được chưa? Rồi vậy ta suy ra. À, ở đây các bạn nên mở ngoặc giải thích thêm nhé. Như nãy anh vừa bạn nói đấy. Nếu khi x lớn bằng 0 thì cái mẫu này luôn dương, thì nó không thể rơi vào những cái trường hợp này được. Rồi suy ra 2 căn x cộng 1 sẽ bằng 1, hoặc 2 căn x cộng 1 sẽ bằng 3. Và từ đây các bạn giải ra, ở đây căn x sẽ bằng 0, vậy x sẽ bằng 0 nè. Được chưa? X bằng 0 thì nó mới thỏa cái điều kiện là 2 nhân 0 cộng 1 thì sẽ bằng 1. Còn ở đây x bằng 3 thì căn x sẽ bằng 1, được chưa? Vậy suy ra x bằng 1. Đó. Và nó thỏa cái yêu cầu này rồi. Nên ta ghi nhận, được chưa? Và các bạn kết luận, vậy khi x bằng 0 hoặc x bằng 1 thì A thuộc Z. Đấy, các bạn có thể kiểm tra lại. Nếu bạn thay số 0 vào thì A sẽ bằng 3 chia 1 thì 3 có phải thuộc tập hợp số nguyên Z không? Và x bằng 1 thì sao nào? Thì là 3 chia 3 là bằng 1, A lúc này bằng 1 thì cũng thuộc tập hợp số nguyên Z. Đó, cách giải là như vậy. Rồi tương tự với câu số 14 cũng như thế. Các bạn lập luận là gì? Ví dụ 14 thì 2 căn x cộng 3 phải thuộc cái tập nào? Thuộc cái tập hợp là ước của 7, đúng không? Nhưng mà chỉ cần ước dương thôi, đúng không? Ước của 7, ước dương thôi. Tại vì ta có điều kiện x lớn bằng 0 thì cái biểu thức này luôn lớn bằng 0. Ta chỉ cần nhận những cái ước dương thôi. Cái biểu thức này luôn dương luôn đó. Luôn dương luôn, đúng không? Rồi. Các bạn giải tương tự như ví dụ 13. Ví dụ 10, 15 cũng như thế. Các bạn tìm cái tập ước của 5. 2 căn x cộng 1 cũng sẽ thuộc cái tập là ước của âm 5. Ước của âm 5 thì gồm những cái số nào? Là âm 5 nè, đúng không? Âm 1, 1 và 5, được chưa? Nhưng mà các bạn phải lập luận. Đấy. Vì cái này nó luôn là dương rồi, với điều kiện x lớn bằng 0, đúng không? Cái mẫu á. Nên ta chỉ nhận những cái ước là ước dương thôi. Được chưa? Tương tự như câu số 13. Câu 16 thì có lẽ anh sẽ giúp các bạn, gợi ý cho các bạn cách giải.
Ví dụ 16. A bằng 2 căn x cộng 7 trên cho căn x cộng 1. Thì cái điều đầu tiên á, chúng ta làm là tìm điều kiện xác định đúng không? Là x lớn bằng 0 này, x ở dưới dấu căn, được chưa? Đó. Cái việc đơn giản đầu tiên là các bạn sẽ có điểm rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ phân tích vi giống như cái ví dụ đầu mà anh đã lấy ví dụ cho các bạn. Đây, ta sẽ khéo léo phân tích như sau: 2 căn x cộng 2 cộng cho 5. Đúng không? Sẽ phân tích ra như vậy. 2 cộng 5 là 7 thôi. Và đây là căn x cộng 1. Vậy ở đây ta có là 2. Ta đặt 2 ra ngoài là căn x cộng 1 này. Phần căn x cộng 1 cộng cho 5 phần căn x cộng 1. Được chưa? Cái này là ở lớp 4 các bạn đã được học rồi nhá. A cộng B phần C thì bằng A phần C cộng cho B phần C. Đấy. Nhiều bạn lại thắc mắc rất là ngây thơ, được chưa? Rồi tiếp theo. Ở đây ta rút gọn được đó, vì ta đã đặt cái điều kiện xác định rồi, nên ta tự tin ta rút gọn 2 cộng cho 5 phần căn x cộng 1, đúng không? Vậy thì cái số 2 này đã thuộc tập hợp Z rồi. Vậy thì để cả cái biểu thức A này thuộc tập hợp Z thì cái biểu thức phía đằng sau, đúng không? Thì cái thừa số phía sau là 5 phần cho căn x cộng 1 cũng phải thuộc Z, thì nó cũng giống như cái ví dụ số 15 hay là số 13 thôi. Thì các bạn phải lập luận căn x cộng 1 nó phải thuộc cái tập nào? Ước của 5. Ước của 5 gồm những số là âm 5 này, 1, âm 1, 1 và 5. Đó. Và các bạn lập luận tương tự thì cái này nó sẽ luôn dương. Đúng chưa? Nên ta loại cái trường hợp, hai cái trường hợp là âm đi. Đấy, và ta chỉ giải theo 1 và 5 thôi. Thì các bạn sẽ tìm được x. Đó. Thì các bạn sẽ về và tự trình bày lại ví dụ 14, 15 và 16 nhé. Dựa theo ý tưởng của câu số 13, anh đã lấy ví dụ cho các bạn. Sửa ví dụ cho các bạn rồi. Rồi, tiếp theo ta qua đến dạng số 9, được chưa? Tìm x để biểu thức rút gọn có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Rồi dạng này vẫn là một dạng quen thuộc, chẳng qua là nó áp dụng vào căn bậc 2 thôi. Anh lấy ví dụ ở một dạng lớp 8 các bạn đã được học. Ví dụ cái biểu thức cho biểu thức A có dạng là x bình cộng cho x cộng 1. Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ nhất. Được chưa? Thì các bạn phân tích ra cái hàm đẳng thức này: x bình cộng cho 2 nhân cho 1 phần 2 nhân cho x. Đấy, thì có phải là 2AB không? Cộng cho 1 phần 2 tất cả bình. Đó, thì anh có được cái cụm hàm đẳng thức ban đầu. Và đây là 1 phần 4, mà đây là cộng 1, thì anh sẽ phải cộng thêm 3 phần 4 thì nó mới quay lại cái biểu thức ban đầu, không làm thay đổi cái biểu thức ban đầu, được chưa? Đó, ta chỉ thêm bớt để nó xuất hiện cái hàm đẳng thức. Vậy ta có x cộng 1 phần 2 tất cả bình cộng cho 3 phần 4 thì nó luôn lớn hơn hoặc bằng 3 phần 4. Khi nào? Khi cái cục này bằng 0. Cái cục này bằng 0 khi mà x cộng 1 phần 2 bằng 0. Vậy suy ra khi x bằng âm 1 phần 2 thì A đạt giá trị nhỏ nhất là bằng 3 phần 4. Đấy, thì cũng với cái ý tưởng này người ta đưa vào cái dạng căn bậc 2, có chứa căn bậc 2 thôi. Đây. Đó. Các bạn chỉ cần làm bài tập nhiều này là các bạn sẽ nhớ được. Đó, chứ không cần phải nhớ những cái công thức rườm rà, những cái ký hiệu rất là phức tạp này. Rồi, để bước vào để hiểu hơn đúng không? Các bạn sẽ vào giải cái ví dụ số 17, tìm giá trị nhỏ nhất của A. Thì tương tự như vậy,
Anh sẽ biến đổi a một chút, căn x anh sẽ ghi là thành căn x tất cả bình trừ cho 2 nhân cho căn x là 2a. B lúc này, cái này là căn x ta muốn đưa về trừ căn x. Đấy, lúc này ta thêm số 2 để nó giống cái dạng hằng thức. Thì ta phải triệt tiêu số 2 này đi là nhân với 1 phần 2. Và cộng cho 1 phần 2 tất cả bình. Thì nó mới ra hằng thức đúng không? Và thêm vào thì ta bớt đi là trừ 1 phần 2 tất cả bình. Đấy. Thì cái này nó vẫn là cái biểu thức ban đầu nhé. Chỉ là chúng ta thêm bớt vào thôi. Đây nè. Nếu các bạn không tin, ta có thể giải ngược lại. Đây là x. 2 nhân 1 phần 2 là trừ căn x. Còn cái cụm này bằng 0. Thì có phải quay về cái hằng thức ban à, cái biểu thức ban đầu không? Tức là các bạn không làm thay đổi biểu thức ban đầu. Không làm thay đổi biểu thức. Đúng chưa? Chỉ thêm bớt. Đó, để dễ thấy. Dễ thấy. À, cái dạng dạng hằng đẳng thức. Rồi, đó là một cái số cái lưu ý nha. Rồi và tiếp tục ta sẽ giải. Vậy là ta có căn x trừ cho 1 phần 2 tất cả bình trừ cho 1 phần 2 à tất cả bình. Đấy, thì nó sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng âm 1 phần 2 tất cả bình, đúng chưa? Vì cái cục này luôn lớn bằng 0 này, nó cộng với một số thì nó luôn lớn hơn hoặc bằng cái số này thôi. Được chưa? Và các bạn nhớ điều kiện của chúng ta là x phải lớn hơn hoặc bằng 0 nhé. X ở dưới dấu căn đó, cái điều kiện này nên để ở đâu luôn này. Và ta giải được là vậy. A đặt giá trị nhỏ nhất là bằng âm 1 phần 4. Đúng chưa? Âm 1 phần 4 khi căn x trừ 1 phần 2 bằng 0. Đấy, tức là tương đương với x sẽ bằng 1 phần 4. Được chưa? Chuyển vế và bình phương hai vế thôi. Chuyển một phần âm 1 phần 2 qua đây và ta bình phương hai vế, ta sẽ giải được khi x bằng âm 1 phần 4. Cái chỗ khi này rất là quan trọng nha các bạn. Các bạn tìm được nó giá trị nhỏ nhất và các bạn phải xác định được nó nhỏ nhất tại đâu. Được chưa? Tại vị trí x bằng mấy. Rồi, đó là cái dạng đầu tiên của cái phần tìm đó, cái giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Rồi giờ ta qua cái dạng B. Ở dạng B lúc này thì biểu thức A nó có cái dạng là A căn của A phần C căn X cộng D. Và nếu C và D mang dấu dương á, thì nó xuất hiện cái điều này là hiển nhiên rồi nha các em. Đây, CD mang dấu dương. Rồi. Thì nó luôn lớn hơn, nó luôn lớn hơn 0 đấy. Được chưa? Luôn lớn hơn 0. Thì đơn giản nhất, anh sẽ lấy ví dụ cho các bạn. 2 căn x cộng cho 1. Đây, C đây, D đây, đúng chưa? Là hai số dương. Thì nó sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng 1. Đó. Cái này các bạn cũng sẽ dễ hiểu thôi. Tại vì cái căn x này nó luôn lớn bằng 0 này. Được chưa? Thì 2 nhân với một số luôn lớn bằng 0 cộng cho một số thì nó sẽ luôn ra kết quả nhỏ nhất là bằng cái số cái D này này. Được chưa? Là bằng cái D này. Khi nào? Khi x bằng 0. Đó. Còn nếu C và D mang dấu âm thì ta đổi cái dấu âm lên tử và làm như trên. Được chưa? Nếu bạn nào cái khả năng suy luận còn chưa tốt á thì nên đổi lên dấu âm lên tử và ta lại quay về cái hướng ban đầu như thế này. Đây, đề bài đã cho đây, được chưa? Để giải thích rõ hơn cái chỗ này này, có nhiều bạn sẽ chưa hiểu. Giờ anh lấy ví dụ. À, 2 căn x cộng 1 sẽ luôn lớn bằng 1, đúng không? Vậy cái này là một cái số luôn lớn hơn 1 đi. Ví dụ một số luôn lớn hơn 1. Anh cho hẳn một số lớn hơn 1. Ví dụ lúc này anh cho x bằng 1 thì lúc này sẽ là 3. 3 luôn lớn hơn hoặc bằng 1 là luôn đúng. Vậy thì 1 phần 3 khi nghịch đảo nó phải bé hơn 1 phần 1. Đúng chưa? 1 sẽ luôn lớn hơn 1 phần 3. Được chưa? Rồi, thì nó cũng giống như việc các bạn nghịch đảo. Đúng chưa?
khi mà nghịch đạo lại á thì chắc chắn cái mẫu lớn hơn đó, chia cho một một cái mẫu lớn hơn cùng tử và chia cho một mẫu lớn hơn thì cái số đó sẽ bé hơn, được chưa? Cái đó thì anh nhớ không nhầm là ở lớp 4 các bạn đã được học đó. Rồi để dễ hiểu hơn, chúng ta sẽ bước vào cái ví dụ 18 nhé. Ví dụ số 18. A bằng 3 phần 2 căn x cộng 5. Thì đơn giản các bạn lập luận cái mẫu thôi. 2 căn x cộng 5. Đúng chưa? Ta có nhớ cái điều kiện này. Thường anh hay vội anh vào để giúp các bạn hiểu bài ngay đấy. Nên là anh luôn nhắc lại cái điều kiện ở cái phía sau. Nhưng mà các bạn nhớ là phải lưu ý là phải luôn có cái điều kiện này nhé. Rồi ta sẽ lập luận cái mẫu này sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng bằng 5, đúng chưa? Thì suy ra 3 phần 2 căn x cộng 5 sẽ phải bé hơn 3 phần, bé hơn hoặc bằng 3 phần 5. Vậy có phải cái giá trị mà lớn nhất của nó, đúng không? Giá trị của lớn nhất suy ra A max sẽ bằng 3 phần 5. Khi nào? Khi cái mẫu này này, khi cái mẫu này bằng 5, đúng không? Bằng 5 thì nó mới chia cho 3 phần 5 được. Mà khi nó bằng 5 thì khi là 2 nhân căn x thì bằng 0, đúng không? Khi x sẽ bằng x bằng 0, được chưa? Rồi. Tương tự thì câu số 19 ta cũng có một cái cách giải như vậy thôi. Đấy, giá trị nhỏ nhất thì tại vì cái dấu trừ này nè nó mới sinh ra cái giá trị nhỏ nhất này, được chưa? Đó. Rồi giờ ta sẽ giải cái ví dụ số 19 ha. Trừ 5 phần 3 căn x cộng 7. Thì các bạn lập luận này. Ta có 3 căn x cộng 7 sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng 7, đúng không? Vậy thì 5 chia cho 3 căn x cộng 7 sẽ luôn bé hơn hoặc bằng 7 phần 5. Đúng chưa? Đấy. Lúc này ta mới nhớ chia cho... À, xin lỗi các bạn, là 5 phần 7. Ta lấy tử, đúng không? Đấy. Là cùng tử là 5. Ta chia cho hai cái số này. Được chưa? Vậy giờ lúc này các bạn nhân số âm vào là nhân âm 1 đấy. 3 căn x cộng 7. Thì có phải đổi chiều không? Là luôn lớn hơn hoặc bằng âm 5 phần 7 không? Đó. Thì nó xuất hiện cái giá trị gì? Giá trị nhỏ nhất. Đấy. Vậy lúc này amin sẽ bằng âm 5 phần 7. Khi nào? Khi cái x này cũng bằng 0 thôi. Được chưa? Đó. Nó thay đổi cái từ cái nhỏ nhất sang lớn nhất á do cái dấu trừ này thôi, được chưa? Nó bị đổi chiều bất đẳng thức, các bạn nhớ nhé. Rồi ta chuyển qua cái dạng C, đó là rút gọn. A có dạng này. Rồi ở đây người ta gợi ý như sau, đưa f về cái dạng gì? K nhân cho một cái hằng đẳng thức. Sau đó rồi chúng ta lập luận và suy ra f sẽ lớn hơn hoặc bằng gì. Đấy, nói tóm lại cái dạng này là cái dạng giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ở cái mục số 8. Được chưa? Cái mục số 8 ở cái phần đầu tiên mà vừa vào cái video này đấy. Thì các bạn có thể quay lại cái dạng đấy để xem nhé. Rồi, sau khi lập luận xong thì chúng ta đã có cái dạng phân số. Được chưa? Cái kia đơn thuần là chỉ tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Nhưng ở đây nhớ là nó có dạng phân số nhé. Đây nè. Được chưa? Nên khi tìm được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của mẫu thì các bạn phải quay về cái phân số ban đầu. Rồi, để dễ hiểu á, chúng ta sẽ vào cái ví dụ 20. Rồi các bạn đừng quan tâm đến cái tử này. Quan tâm đến cái mẫu thôi là trừ x
cộng căn x cộng 1 thì khá là giống với cái ví dụ mà anh lấy cho các bạn đúng chưa? Vậy anh sẽ đặt dấu trừ ra ngoài là trừ căn x đúng không? Tất cả bên trừ cho gì? 2 nhân cho căn x nhân cho 1 phần 2 và cộng cho gì? 1 phần 2 tất cả bên và trừ cho 1 phần 2 tất cả bên. Ở đây cái số 1 này anh phải đổi dấu đúng chưa? Là dấu trừ. Còn cái này nó tự rút gọn đi bằng không này. Cái này là quay về cái biểu thức ban đầu này là trừ căn x này khi đặt dấu trừ ra ngoài được chưa? Còn đây là x này. Đó thì có phải là đặt cái dấu trừ ra ngoài thì nó bằng cái biểu thức này không? Anh chỉ thêm bớt để nó xuất hiện cái hàng đẳng thức thôi. Vậy thì tóm lại nó sẽ bằng trừ của gì? Đây, từ đây xuống đây nhé. Trừ của căn x trừ 1 phần 2 tất cả bên trừ cho 1 phần 4 trừ cho 1 tức là trừ 5 phần 4 trừ cho 5 phần 4 rồi trừ cho 5 phần 4 nhé. Rồi và giờ chúng ta bỏ cái ngoặc ra là trừ của căn x trừ 1 phần 2 tất cả bên cộng 5 phần 4 thì cái này luôn bé hơn hoặc bằng không đúng không? Biểu thức này luôn lớn bằng không nè, bình phương luôn lớn bằng không, nhưng mà có dấu trừ trước, ta đổi chiều, tức là nó sẽ phải bé hơn bằng không, đúng không? Bé hơn hoặc bằng không rồi. Một số bé hơn bằng không cộng cho một cái số là 5 phần 4 này thì nó lớn nhất khi nào thôi? Nó luôn bé hơn hoặc bằng cái gì? Bé hơn hoặc bằng 5 phần 4, đúng chưa? Nó lớn nhất tại 5 phần 4 khi cái cục này bằng 0 thôi. Còn khi nó khác không thì 5 phần 4 cộng với một số âm á, chắc chắn nó phải bé hơn cái số 5 phần 4 này. Rồi, vậy từ đây ta lập luận được. Khi x bằng 1 phần 4 đúng không? X bằng 1 phần 4 tức là cái cụm này bằng 0 nè. Thì cái biểu thức là trừ x cộng căn x cộng 1 đấy, đạt giá trị lớn nhất là bằng 5 phần 4 đó. Rồi nó đạt giá trị lớn nhất là 5 phần 4. Vậy khi nó đạt giá trị lớn nhất, cái mẫu càng lớn đúng chưa, mà tử giữ nguyên, tử là số 2 này nè, tử này là một cái hằng số đó, người ta ký hiệu là con đó, nó không đổi mà cái mẫu này nó lớn nhất là tại 5 phần 4 thì suy ra cả cái giá trị này nó sẽ là nhỏ nhất. Các bạn cứ tưởng tượng một cái miếng bánh á, một cái miếng bánh đúng không, đúng chưa, mà chia hai phần thì có hai phần to bằng nhau, nhưng mà nếu chia ba ra đấy thì càng ngày cái những cái phần nó sẽ càng nhỏ lại, một người sẽ có được một miếng nhỏ lại đấy, và chia cho càng nhiều người thì miếng bánh, một cái miếng bánh ban đầu mà chia cho càng nhiều người thì mỗi người sẽ được càng ít đó, các bạn tưởng tượng như vậy nhé. Vậy thì a min đó là bằng bao nhiêu? 2 chia cho 5 phần 4 tức là bằng 2 nhân cho 4 phần 5 á, là bằng 8 phần 5 được chưa? Khi x bằng 1 phần 4 được chưa? Khi cái cục này nhỏ nhất này, à khi khi cái mẫu này lớn nhất thì cái giá trị của A nó là nhỏ nhất, được chưa? Rồi giờ ta chuyển qua cái dạng D. Biểu thức A có cái dạng đấy, nó phức tạp hơn một chút, là bên trên nó có chứa cả căn thức nữa, đúng không? Rồi, người ta hướng dẫn cái cách giải như sau. Đấy, nếu mà x lớn bằng x lớn 0 nè, thì ta chia cả tử và mẫu cho căn x luôn, đúng không? Và ta đưa về dạng bất đẳng thức Cauchy, được chưa? Bất đẳng thức Cauchy này nói thêm cho các bạn là không phải do ông Cauchy ông nghĩ ra, mà do cách giải của ông, cái cách lập luận của nhà toán học này dễ hiểu nhất nên người ta gọi tên là bất đẳng thức Cauchy luôn, được chưa?
Rồi, và cái trường hợp thứ hai nếu mà nó lớn hơn hoặc bằng 0 á, ta coi A là tham số để đưa về phương trình bậc 2, dùng công thức nghiệp để tìm min và max. Rồi có lẽ trước khi mà đến với cái dạng ta bước qua dạng E, ta đọc qua đây một chút nhé. Biểu thức có dạng này. Được không? Thì hiểu là bậc của tử cao hơn bậc của mẫu. Tức là sao? X lúc này là X mũ 1 này. Đấy, bậc của tử sẽ là bậc của cái hệ số, bậc của cái phần mũ của biến cao nhất. Tức là X mũ 1. Còn đây X, X là X mũ 1 phần 2. Tức là tử lớn hơn mẫu. Đấy, vậy các bạn xem cái cách biến đổi này. Đấy, nó đưa về cái dạng là gì? Đây. Giống như cái dạng vừa rồi anh lấy cho các bạn đấy. Đây này. Ví dụ 2x cộng 1 nhé. Trên cho căn x cộng 1, được chưa? Thì có phải là bậc tử lớn hơn bậc mẫu không? Rồi, vậy lúc này các bạn khéo léo các bạn tách ra nè. 2x cộng 2 trừ 1 trên cho căn x cộng 1, được chưa? Ở đây anh sẽ ghi là 2 căn x này. 2 căn x trừ 2 căn x, đúng không? Và cộng cho 1. Đó. Thì cái này nó vẫn quay về cái ban đầu thôi, được chưa? Vậy ở đây anh đặt 2 căn x ra ngoài, vậy anh sẽ có căn x cộng 1. Được chưa? Phần căn x cộng 1 cộng cho gì? Trừ 2 căn x cộng 1 phần căn x cộng 1. Đó, thì hai cái này ta rút gọn, vậy là còn 2 căn x cộng cho gì? Trừ 2 căn x cộng 1 phần căn x cộng 1. Đó, thì đây giống như cái ý tưởng mà người ta muốn làm cho mình đây. Rồi. Giờ chúng ta bước vào cái ví dụ 21 này để có thể giải thích cho những cái lý thuyết rườm rà. Tìm giá trị lớn nhất của A khi x thuộc n và x bé hơn 100. Rồi, chúng ta có như sau. Lúc này anh sẽ tách ra nhé. Ở đây các bạn tách cái biểu thức A sẽ bằng 4 trừ cho 8 phần căn x cộng 2. Đấy, thì các bạn kiểm tra nhé, nó có bằng cái biểu thức ban đầu không nhé. 4, ta quy đồng lên 4 căn x trừ cho 8, đúng không? Phần căn x cộng 2 thì có phải là bằng 4 căn x phần căn x cộng 2 không? Đó, tức là ta không làm thay đổi cái biểu thức ban đầu, được chưa? Thì để A có giá trị mà lớn nhất, đúng không? Để A có giá trị lớn nhất thì cái này phải đạt giá trị nhỏ nhất, được chưa? Rồi, để A max thì trừ của 8 phần căn x cộng 2. Ta không cần lấy dấu trừ đâu. 8 phần căn x cộng 2 phải đạt giá trị nhỏ nhất. Tức là căn x cộng 2 á có giá trị lớn nhất, đúng không? Nó càng lớn thì 8 chia cho một số càng lớn thì cái cục này càng nhỏ, được chưa? Rồi, và cái này đạt giá trị lớn nhất với điều kiện nhé, x thuộc n và x bé hơn 100 này, được chưa? Vậy thì khi x thuộc từ n tức là từ 0 đến 100, được chưa? Từ 0 đến 100. Từ 0 đến 100. Vậy cái số nào x thuộc n mà lại bé hơn 100 mà là cái số lớn nhất? Vậy thì chỉ có số 99, đúng không? Suy ra x bằng 99. Đấy.
x bằng 99 rồi. Thì các bạn thay vào thôi. A sẽ bằng gì? A max đó. Đúng không? A max sẽ bằng 4 nhân cho căn của 99 phần căn 99 cộng 2. Được chưa? Đó, đó là cái cách giải đầu tiên là các bạn có thể hướng tới là ta tách ra như vậy, được không? Ta tách ra như thế này. Làm sao để không không thay đổi cái biểu thức ban đầu. Đó, để ta lập luận được cái vế đằng sau đây. Rồi giờ anh sẽ có một cái hướng giải cái cách số 2 ha. Đây là cách 1. Còn cách 2. Cách 2 vẫn là cái biểu thức A là 4 phần căn x trên cho căn x cộng 2. Nhưng mà lúc này anh chia cả tử và mẫu cho căn x nha. Tại vì lúc này anh biết x thuộc n và x bé hơn trăm. Được chưa? Đó. Nên anh chia cả tử và mẫu cho căn x. Tức là 4 căn x chia căn x là còn 4 này. Phần cho cái này chia cho căn x luôn. Vậy là căn x chia căn x là 1 này. Cộng cho 2 phần căn x. Đó. Rồi, vậy ta lập luận tương tự thôi. Ta lập luận tương tự. Để A đạt giá trị lớn nhất thì cái gì? 1 cộng 2 phần căn x phải đạt giá trị nhỏ nhất, đúng chưa? Nó càng nhỏ thì cái số 4 này chia cho một cái số càng nhỏ thì A mới càng lớn nhất được. Rồi, 1 phần 2 cộng 2 phần căn x đạt giá trị nhỏ nhất, đúng không? Rồi, anh sẽ viết xóa cái này đi nha. Mà số 1 này thì nó cố định rồi nè. Đó, nó là một cái hằng số. Vậy chỉ có cái này thôi. Vậy là suy ra 2 phần căn x cũng phải nhỏ nhất. Mà 2 phần căn x nhỏ nhất, đúng không? Thì khi nào thôi? Khi cái căn x này phải lớn nhất, đúng chưa? Khi căn x này lớn nhất, tức là suy ra x sẽ bằng 99. Tại vì đề bài yêu cầu vì x thuộc cái đoạn nào? Từ 0 đến đến bao nhiêu? 100. Đấy, x thuộc n nữa. Được chưa? X là số nguyên. Đấy. Nên x sẽ bằng 99. Nó, và ta lại thay lại nó lại về cái đáp số này thôi. Được chưa? Rồi, đó là cái ví dụ số 21 để các bạn có thể dễ hiểu hơn về những cái thứ rườm rà phức tạp này. Được chưa? Từ cái dạng 8 đến dạng 9 đến 5 dạng của cái dạng 9 á, dạng 9 nó chia thành 5 dạng nhỏ nữa. Thì nói tóm lại nó thiên về cái phần lập luận và chứng minh. Nên đòi hỏi các bạn phải có cái tư duy suy luận, được chưa? Rồi giờ chúng ta sẽ qua cái dạng số 10 là chúng ta sẽ kết thúc cái nội dung của bài ngày hôm nay. Rồi, dạng số 10, tìm tham số m để biểu thức rút gọn thỏa mãn một điều kiện nào đó. Điều kiện nào đó thì đề sẽ cho. Rồi ta bước vào cái ví dụ số 22. B bằng m có nghiệm. Nè, có nghiệm. Rồi. Thì tức là B bằng m tức là căn của x trừ 1 phần căn của x cộng 2 bằng m. Rồi thì các bạn trước tiên các bạn tìm cái điều kiện của x thôi, đúng không? X sẽ phải lớn bằng 0 này. Thì cái mẫu này nó luôn khác 0. Đến với cái điều kiện này thì các bạn sẽ nhân nhân chéo lên nhé. Căn x trừ 1 sẽ bằng m nhân cho căn x cộng cho 2. Rồi, chúng ta nhân phân phối vào. Căn x trừ 1 này nhân cho m căn x này cộng cho 2m. Rồi ta chuyển vế qua nhé. Chuyển qua là ta có m trừ cho 1 căn x là nhân tử chung, ta chuyển hết qua đây nha. Cộng cho 2 à bằng cho gì? Rồi ta đặt căn x qua một bên và m qua một bên. 2 trừ 2m, xin lỗi các bạn. Trừ 2m trừ trừ 1. Được chưa?
Ở đây ta lại có là gì? Có hai trường hợp đúng không? Đấy, cái trường hợp mà trước cái căn ít này bằng 0 này, tức là m, trường hợp là m trừ 1 mà bằng 0 á, ta xét cái trường hợp đặc biệt này thì suy ra m bằng 1. Được chưa? M bằng 1 thì các bạn thay vào đây thì suy ra là gì? 0 sẽ bằng m bằng 1, các bạn thay vào đây thì là bằng 0 bằng âm 3, thì cái này là vô lý. Thì cái trường hợp này không thể xảy ra rồi. Được chưa? Ở cái trường hợp 2, nếu m trừ 1 này khác 0 thì ta có thể chia xuống được, tức là căn x sẽ bằng trừ 2m trừ 1 chia cho m trừ 1. Đấy. Thì lúc này ta lập luận theo theo căn x. Được chưa? Rồi, anh ghi lên đây, vì x lớn hơn hoặc bằng 0, đúng chưa? Nên suy ra là căn x cũng lớn hơn hoặc bằng 0. Và căn x bằng cái này, bằng cho trừ 2m trừ 1 phần m trừ 1 sẽ cũng phải lớn hơn hoặc bằng 0. Được chưa? Thì ở đây ta giải ra được. Đấy, cái này các bạn phải quay về cái dạng gì? Tích của hai số đó nhân nhau. Trường hợp đầu tiên là trừ 2m trừ 1 lớn hơn hoặc bằng 0, hai số cùng dương, và m trừ 1 lớn hơn 0. Trường hợp 2, trừ 2m trừ 1 bé hơn hoặc bằng 0, và m trừ 1 cũng phải bé hơn 0. Tại sao nó không thể bằng 0? Tại vì nó đang nằm dưới mẫu nhé. Rồi ở đây các bạn giải ra cái kết quả thôi. Vậy ở đây anh sẽ cho đáp án nhanh. Đó là m sẽ lớn hơn hoặc bằng âm 1 phần 2 và m bé hơn 1. Đấy, có thể nó rơi vào cái này nhận hoặc loại ở hai cái này này. Được chưa? Thì các bạn phải tự giải ra. Còn cái đáp số đây là đáp số để các bạn có thể tham khảo. Đó là ví dụ số 22, cũng khá là phức tạp. Rồi ta chuyển qua cái ví dụ số 23, là cái phần cuối cùng đó của cái nội dung video này. Cho biểu thức A và B, tìm m sao cho giá trị của x thỏa mãn a nhân b nhân căn x bằng m. Rồi, vậy ta cứ thay vào thôi. A là bằng căn x cộng 1 phần căn x này, nhân cho b là căn x cộng 3 phần cho x trừ 1 cho căn x bằng m, x lớn không. Ok, ta rút gọn được hai cái này luôn. Được chưa? Rồi, vậy thì ta vẫn dùng cái phương pháp gì? Nhân chéo thôi, đúng không? Ở đây có x trừ 1 này, nó cái dạng hằng đẳng thức số 3, các bạn làm nó gọn thêm một chút. Đó là ta rút gọn được với căn x cộng 1. Đấy, đây là căn x trừ 1 nhân cho căn x cộng 1. Được không? Thì ta rút gọn được hai cái này. Vậy nói tóm lại, nó thu gọn được căn x cộng 3 phần cho căn x trừ 1 bằng m. Đấy, và ta giải tương tự như cái ví dụ số 22. Ta nhân chéo lên. Căn x cộng 3 bằng cho m nhân cho căn x trừ 1. Và dựa vào ý tưởng 23, các bạn cũng tự lập luận để giải ra m nhé. Ở đây anh sẽ cho đáp án các bạn là m sẽ lớn hơn 1 hoặc m bé hơn âm 3. Đấy, sau những cái bước giải các bạn sẽ kiểm tra thử với cái đáp án này. Được chưa? Vậy là ta đã kết thúc cái nội dung video ngày hôm nay, cũng khá là dài về những cái dạng toán khó và đặc biệt đấy, thiên về lập luận và suy luận, nên đòi hỏi các bạn phải làm lại nhiều lần và xem lại nhiều lần thì mới có thể hiểu được. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn sẽ làm bài thật tốt. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn.